thành hàng rộng to. Đi trước, thắng. Thôi. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, tôi quán triệt một số nội dung như sau. Đối với ốp gối này, bao tay chống nắng này, như tôi đã quán triệt khi để các đồng chí sử dụng, không được mang lộ ra bên ngoài, không đúng với tác phong quy định. Tới giờ. Đó. Các đồng chí có 30 giây để khắc phục. Bắt đầu. Khỏi luôn đi em, khỏi mang. Các đồng chí khác trong hàng tập trung. Em xin kem cho nóng cây. Đồng chí Kỳ Duyên tác phong khẩn trương. Đi thông các. Đồng chí chú ý, tôi đã phát khẩu lệnh các đồng chí thực hiện. Đi thông các. Đồng chí Diệu Nhi cho tôi biết khi nào cấp dưới mới bắt đầu được báo cáo cấp trên. Báo cáo đồng chí đội trung đội trưởng, khi đồng chí trung đội trưởng đưa tay đáp lại rồi thả xuống thì mới bắt đầu báo cáo. Được. Đồng chí Diệu Nhi lên vị trí thực hành báo cáo. Rõ. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng. Đồng chí Nhi chú ý, sau khi tôi chào đáp lễ lại, đồng chí mới thực hành báo cáo. Khi đồng chí trung đội trưởng đưa tay đáp lại rồi thả xuống thì mới bắt đầu báo cáo. Đáp lại. Báo cáo đồng chí. Khi đồng chí thực hành báo cáo, tay vẫn để ở tại vị trí chào. Đồng chí nhớ chưa? Rõ. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, theo hiệu lệnh gọi, tôi có mặt. Hết. Sau khi hết, đồng chí làm gì? Đồng chí làm gì? Đồng chí làm gì? Đồng chí Nhi thực hiện lại. Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, theo lệnh gọi tôi có mặt. Hết. Đồng chí vào vị trí làm việc. Rõ. Đồng chí Nhi về vị trí.